Bao giờ ui giời, vợ con thì em tóc hơi rối rồi chú, ok mất nick cũ rồi. Hello anh, ừ, rồi Lưu Bảo Lan nặng lắm thế em, cảm ơn bạn Tuấn đấy nha. Đúng rồi, Hà Nội đang lạnh, ai Hà Nội thì biết. Nhà to cửa rộng lấy vợ chú thôi chịu rồi, lấy ai đấy chú không lấy nữa. Đi thì mình thích mình lại lấy người khác, cái gì đâu. Đúng rồi, về hưu rồi. Ừ, cắt tóc tí để chú cắt. Trẻ đẹp. Đúng rồi, bỏ thì mình lấy vợ khác cái lo cái gì. Đấy, nhiều bạn bảo cứ bảo nick không phải nick thật, nick thật mà. Đấy, các bạn mà chưa biết được vào follow cho mình nhé, anh em mà quý vào follow mình nhé. Mình cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn tất cả những người đã yêu quý đã follow mình nhé. Chú ơi cháu có bịch năm nè, ở cháu để mà dùng nhá, để mà dùng dần cháu ạ. Cảm ơn bạn Nguyễn hiểu rồi. Không, chú không đi đòi nợ, không. Chả hiểu các bạn ấy bảo bịch năm là gì mà. Chú là bịch năm ấy để chơi của cháu thì cháu hưởng lấy tất đi nhá. Hà Nội lạnh không anh? Lạnh em ơi, 13 độ em ạ. Cảm ơn bạn là Hoàng Cường, Hoàng Cư nhá. Kệ mẹ chúng nó à chúng. Mấy đứa comment. Ok chú mắc kệ mà, cho nó comment gì thì ngứa mắt có đến lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì chú mới chặn mà. Dũng ngáo, đúng rồi, mình ngáo bạn ạ. Bạn cố đấy mà ngáo vào mình nhá. Vương là cảm ơn là Vương nhá. Sao mồm méo thế anh nghiện mà em. Ai chẳng biết anh nghiện. Xã hội biết anh nghiện hết mà. Này. Ngáo chúng mày bằng anh Dũng chưa, phải kệ nó em ạ. Ngáo đấy. Lưu Bảo Lan, Lan đi xem chợ châu ông Lan ơi. Ngáo mà không ngáo, nó muốn bảo gì nó bảo cái gì mà bằng gặp bằng thực tế. Nhưng bây giờ cái trên mạng này thì các bạn biết thừa biết rồi, ai mà nó chả thế. Đến người lớn già trẻ rồi lãnh tụ rồi là người quan chức nhà nước như thế mà nó còn thế thì kéo bộ bàn ghế thì bằng cả cái nhà cửa chúng mày. Ôi thôi thắng ạ, kệ thắng ạ. Lan tặng nhiều quà thế, tặng thế thôi Lan ạ. Hỏi Lan đi xem chọi trâu chẳng nói gì nhỉ. Cảm ơn bạn Nhật Nhật nhé. Răng nghiến thế chú, nghiện mà. Tịnh Nguyễn này hỏi một lần thôi mà tôi trả lời luôn là tôi nghiện rồi, đang nghiện. Thế thôi bạn không phải hỏi nhiều nữa nhé. Người rồi.
Có tí anh đi bây giờ mà đi ở Việt Trì đi xem Chợ Châu bây giờ. Cơm nước xong đã. Bạn là các bạn yêu quý cứ follow cho mình cả nhá. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Nghiện thì trích phát. Mình cũng trích hàng ngày mà. Vậy vừa đang ngồi đây vừa cũng đang trích đây này. Thông cảm mình đang trích dở. Chú cũng biết là Chọi Châu bao ngày, chỉ biết anh em mời lên chiều nay với cả sáng mai Chọi Châu thì thôi, nhưng mình không biết. Không biết là chọi bao ngày.